Ok, xin chào tất cả, quen quay trở lại với LB Audio đã mắt và xương tai. Và ngày hôm nay em sẽ đem đến cho tất cả các bác một chiếc quạt được sản xuất vào năm 1983 đến từ thương hiệu Sanyo, có model là D30XN. Mặc dù có tuổi đời hơn 35 năm nhưng hình thức của em này còn khá là ok, khoảng tầm 80%. Bởi thì trong clip này em có quay cận cảnh tất cả các góc của chiếc quạt này. Chúng ta không thể nào đòi hỏi tốt hơn một chiếc quạt đã 37 năm. Đây là một chiếc quạt lửng có chiều cao là 70cm và chúng ta có thể nối dài ra bằng một cái chốt ở đằng sau để lên cao tới 90cm. Người Nhật đã thu thập rất nhiều mẫu dữ liệu gió tự nhiên và phân tích chúng, và họ đã sử dụng những cái thuật toán chính xác trên cánh quạt của mình để tạo ra một cái luồng không khí phong phú và tinh tế hơn nhằm đem đến những cảm giác mới mẻ và thoải mái cho người dùng. Quạt có 3 cấp độ, mức 1, mức 2 và mức 3. Mức 3 là cao nhất và mức 1 là chế độ dành cho trẻ em. Nó rất là êm và rất là nhẹ nhàng. Và cuối cùng cũng như là điều đặc biệt nhất mà chiếc quạt này đem đến chúng ta, đó là cái khả năng gật gù. Ngoài chức năng xoay quay qua quay lại bình thường thì em này có khả năng quay 360 độ, tức là có thể quay theo kiểu 3D, vừa trên vừa dưới. Đây ha. Đấy, em nó quay xuống nè, rồi sau đó nó sẽ vòng ngược lên lại để chúng ta có nhiều cái không gian mát hơn. Rồi bây giờ thì em sẽ chỉnh thêm một cái chế độ khác, trái phải, chế độ bình thường nè. Đây là chế độ đứng yên và đây là chế độ gần. Yes or no. Okay, vừa rồi là bài review nhanh cũng như là đánh giá về chiếc quạt 30XN đến từ thương hiệu Sanyo. Và đây là một trong những chiếc quạt mang đến một cái trải nghiệm cực kỳ thú vị cho người dùng nó bởi chế độ Magic Tool, tức là chế độ quay 3D mà Nhật Bản đã đem lại rất hay và rất sưu tầm. Vâng, xin cảm ơn tất cả các bạn.